Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại. Hãy cùng Phong cập nhật tin tức bóng chuyền mới nhất. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền năm 2024 sẽ chính thức được khởi tranh với những trận đấu hấp dẫn. Một trong những trận đấu tâm điểm trong ngày thi đấu hôm nay đó chính là cuộc đối đầu giữa VTV Bình Điền Long An và Ninh Bình EV Bank. Sau đây, hãy cùng Phong nhận định về trận đấu này. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 20:45 ngày 27 tháng 2 và sẽ được trực tiếp trên truyền hình VTV Cup và truyền hình Ninh Bình. Với đội bóng chủ nhà Ninh Bình, hiện tại là một đội bóng rất mạnh của bóng chuyền nước Việt Nam với nhiều những tuyển thủ và cựu tuyển thủ quốc gia như là Nguyễn Thị Bích Tuyền, Lê Thanh Thúy, Đinh Thị Thúy, Nguyễn Thị Trinh. Đặc biệt, ở mùa giải 2023 vừa qua, Ninh Bình đã giành chức vô địch của giải vô địch quốc gia sau khi giành chiến thắng trước Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng một cách thuyết phục. Với dàn vận động viên đang bước vào độ chín của sự nghiệp cùng với được thi đấu trên sân nhà, chắc chắn rằng Ninh Bình đang rất quyết tâm để có được chiến thắng đầu tay tại giải. Còn với VTV Bình Điền Long An, đội bóng này đang được trẻ hóa rất nhiều với nhiều những vận động viên trẻ như là Như Ngọc, Khánh Vi, Lan Vi, Mỹ Tiên, Khánh Đăng, Trà My. Có thể nói, sau khi Kim Thanh, Mỹ Duyên đã xin nghỉ không thi đấu nữa, Long An đang gặp rất nhiều khó khăn. Bây giờ, Kim Thoa chính là người kinh nghiệm nhất của đội bóng Long An. Sau đây, hãy cùng Phong dự đoán về đội hình xuất phát của cả hai đội bóng trong trận đấu ra quân. Bên phía đội bóng chủ nhà, Ninh Bình EV Bank sẽ ra sân với cặp chủ công Warisara, Đinh Thị Thúy. Đối chuyền sẽ là Nguyễn Thị Bích Tuyền, Truyền Hoa Hải Nguy. Cặp phụ công sẽ là Nguyễn Thị Trinh và Lê Thanh Thúy, libero Kim Liên. Còn Long An sẽ ra sân với đội hình gồm cặp chủ công Nguyễn Lan Vi, Phan Khánh Vi. Đối chuyền là Nguyễn Thị Trà My, Truyền Hai Võ Thị Kim Thoa. Cặp phụ công đó là Lữ Thị Phương và Nê Nhi Anh. Chơi libero sẽ là Nguyễn Khánh Đăng. Mọi người dự đoán sao về kết quả trận đấu này ạ? Hãy comment phần bên dưới. Trận đấu sẽ được trực tiếp trên truyền hình VTV Cup và truyền hình Ninh Bình. Link trực tiếp mình sẽ để ở phần comment nha mọi người. Whip up my appetite.